Dành cho cụ nào chưa biết về lê của Hà Giang nhé, là lê đường nhá. Đó. Cây nhỏ nhỏ xíu nhiều quả lắm ạ. Đó. Tầm tháng chắc là hết tháng 5, tháng 6 thì mới quả mới to được, mới ăn được. Ơi, lê. Đấy, nó xoay quả này. Đây, cất cánh hơn chút này các bạn này. Cây này khá là nhiều quả, nó tùy từng cây các bạn ạ. Có cây thì sai quả, cây thì chả thấy quả nào. Không biết nó có to không, hay là người nhú ra lại người này người kia mắt trước mắt sau. Cây này nhiều quả hơn này. Đấy. Lê của thung lũng Lũng Cẩm đấy các bạn. Nhà của Pao ấy. Đấy. Mùa hoa đẹp lắm các bạn ạ, mùa hoa vào dịp đầu năm á, hoa lê năm cánh cứng nhìn trắng tinh khôi đẹp thôi rồi. Đấy. Đây toàn cảnh cây cây lê này, thấy chưa, lá nó nhỏ hơn lá hồng không hạt. Nó cũng một họ mắc cọp ấy, mắc cọp cây nó giống như này, quả nó gần giống như này. Đấy, trên Điện Biên thì nhiều mắc cọp ăn nó cứng, nó chắc. Đây lê đấy ạ, lê lê ạ. Lê đúng không? Còn là quả màu xanh.